Bài 3, tìm 3 cách viết số hữu tỷ trừ 9/17. Dưới dạng tổng nè là dấu cộng của hai số hữu tỷ âm nha các bạn. Hai số hữu tỷ âm. Thì hai số hữu tỷ âm thì cách viết cơ bản nha, cách viết cơ bản là các bạn viết lời mẫu. Đó, viết lời mẫu nè. Sau đó các bạn hãy xem coi kiếm hai cái số âm nào cộng lại ra trừ 9 thì mình sẽ cho là một số đầu tiên, là số âm đầu tiên đi à, trừ 2. Rồi tìm cái số này thì các bạn chỉ cần chuyển với đổi dấu, vậy là cái chấm hỏi là chữ x nha. Vậy x sẽ bằng trừ 9, chuyển với đổi dấu là cộng nè, trừ 2 chuyển qua hàng cộng 2. Vậy x bằng trừ 7, vậy đây là trừ 2 trừ 7. Đây là số hữu tỷ âm, đây là số hữu tỷ âm, đây là phép cộng. Sau đó các bạn tiếp tục các bạn thay đổi trừ 2 ngày thành trừ 3, vậy là trừ 3/17. Và tiếp tục như vậy, ta cũng chuyển trừ 3 qua ở trừ 9 bằng trừ 3 cộng cái chỗ này chưa biết là x nè, rồi chuyển hai ngày qua, vậy là x bằng trừ 9 cộng cộng 3, vậy x bằng trừ 6. Ở trừ 6. Nhiều lúc các bạn không biết chỗ này nè, đây là phép cộng hai số nguyên khác dấu. Ta lấy số lớn trừ số bé, lấy dấu số số lớn nha các bạn. 9 trừ 3 được 6, lấy dấu số lớn là dấu dấu trừ. Tiếp tục như vậy, các bạn hãy cho đây là trừ 4/17 cộng, thì đây là bao nhiêu thì các bạn tính giúp lợi. Không trừ 4 thì trừ 5/17 bằng bao nhiêu, các bạn để vô đây. Đây là dấu cộng nha các bạn. Rồi các bạn tự cho mình ba cái, ba cách đi ạ,